Chế độ quên, mình lên lên chút đều có một buổi học tập làm việc thật là quế nha. Thì hôm nay là sinh nhật của con vợ mình nha các bạn. Hôm nay là vợ mình tròn 24 tuổi. Thì hôm nay mình có tổ chức một cái... Lần này 4 anh chị ơi, mình bánh cái số 24 này chưa? Quả đèn thì đấy chứ. Nói chung là sinh nhật vợ mình thì mình cũng chúc cho vợ mình càng ngày càng xinh đẹp, trẻ mãi không già. Và mãi hạnh phúc khi ở bên mình nha các bạn. Mãi yêu. Mãi yêu, mãi yêu à? Ừ. Mày cưng à? Tụ nghiệp nên hôm nay vợ mình mặc cho mình một không? Không, em đơn giản mà. Được rồi, em trang bị đồ thôi, quay đây coi thôi. Trang bị, gì vậy quay đi. Đây mình mua đồ của Shop Tú Quỳnh Bộ TV nha mọi người. Nói chung là Shop Tú Quỳnh mới gì mấy mẫu đi. Mấy cổ xấu lắm mọi người, nhưng mà đồ nào mình cũng mua đó. Cỡ mình mặc được thôi chứ mọi người đẹp quá mọi người mặc cũng được đâu. Nó giỡn á nha. Rồi bây giờ nói chung anh em cùng theo chân mình để mình xem sinh nhật của vợ mình như thế nào nha các bạn. Bạn em đây. Em giới thiệu đi. Đây là chủ shop chú Quỳnh Beauty Wear. Đây là chung kẹp. Đây là chung lực hồi nha các bạn. Đây là anh Vy, chồng của chị Lên. Kia là chị dâu mình nha mọi người, chị Chi. Nguyễn Hồ Thanh Tiền. Đây là bạn thân của em Vy Sương và Lê Linh. Đây là Vy Còi. Đây là bạn nào. Kia là Phát Kê Nguyễn Hàm nha. Đây là em dâu của mình nha mọi người, vợ của em trai mình. Và đây là cháu gái mình, Mặt ơi. Mặt ơi. Hi, đang coi video cho mình. Hi. Ê, đây là em của cô em, con của cô Nam. Đây, má chồng của mình luôn, sắp bên. Và đây là dượng cô Nam. Sinh nhật nào cũng giới thiệu. Ủa ba đâu? Còn kia là hai hot girl. Team mình. Anh làm chìa khóa có chìa khóa chưa? Đây nè. Chị kêu cầm chìa khóa qua chơi vậy? Ý là anh nói là sao mà có chìa khóa vậy? Nói đi về gì ở chút xíu cho quán. Bây giờ em nói anh nha nè. Anh tính đi sinh nhật của con Nghiệp nhiêu tiền? Bình thường đi Nam Sĩ với nhiều. Bây giờ em nghĩ vậy nó vậy nè. Anh em mình đi bia mẹ. Muốn thằng thùng bia kem mẹ. Được không? Cho giờ em nói thiệt giờ là không vậy đi mua chứ. Giờ kinh tế nó khó khăn các bạn, với lại mình đi sinh nhật mà mình thường mình đi quà, mình đi tiền quá thì nó quá nó bình thường. Bây giờ em mới quyết định là em với anh là đi bia mẹ. Có gì em tặng cho anh một thùng bia luôn, em một thùng là hai thùng là anh em mình cũng người dắt bia qua đi bia mẹ. Có gì tốt không lắm. Chạy đi mua quá. Bia mua chi? Chứ sao? Quay game đi. Đi sao mua bia chi? Bia đâu? Nói chi vậy? Thì anh cứ vô đây nè. Vô đây. Còn gì mua bia anh? Bia nhàn lên có mà mua chi điên sao vậy? Bia nhà nó qua đi nhà nó luôn cho ai biết không mà. Nhà nó lấy bia nhà nó đi hả? Thì giải em mưa. Hoặc là vô cầm cái bắt đi chút mới được hả? Em mới nói anh làm gì khó đó đó. Đúng khùng sao Phúc, được không vậy? Bình thường nói sao? Ê, anh có cái phòng nha. Ở đây em có còn thiết nữa mà. Thiết bữa nay các bạn nó sẽ không thấy đâu được, em bật lít lên. Thiết này cái này các bạn, nó tất nhiên nhàn vợ nó ghét tất nhiên chút nữa qua xe chút nữa mình kêu mình đưa gì khó nó qua bưng thùng nó ba thùng nha các bạn. Không phải cho nhìn mặt nó mà. Làm vậy được không Phúc? Bình thường nó chẳng có gì đâu. Mình sao mình lấy bia nó mình đi sinh nhật nó sao được? Nó biết bia của ai đâu mà sợ. Vậy hả? Dạ. Để tôi lấy thêm 2 thùng nữa thì đi 4 thùng chở sang. Thôi mà thử. Thử. Tao quá ổn bưng mất cái này. Chút nữa anh ba mà nó có hỏi là em tới khi nào là em kêu em mới tới là anh nữa nói là em ở nãy giờ em ở bên đây nha. Anh nói là nó lộn mất là thí mẹ luôn á. Bây giờ mừng mình với anh Trung sẽ bưng bia qua là nó là tỉ tướng là anh em mình là đi bia là anh đâu biết cất gì đâu à. Đón xem nha các bạn. Chung là Thiết nó vô á, mình sẽ nói cho Thiết trước rồi mình đưa cái chìa khóa cho nó là nó vô một thùng nó là 3 thùng nha các bạn. Đỡ tốn. Cho bây giờ các bạn hiểu chưa không? Cuối năm rồi, sinh nhật này, đám cưới này nó nhiều quá. Mà làm kinh tế thì nó khó khăn mà quá sao sinh nhật đám cưới nó nhiều quá bạn nó tốn lắm. Nên mình phải làm vô cách này thôi, hết đường. Bạn đón xem nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục thằng Danh Con này. Bấm quay giờ, bấm quay giờ. Rồi quay vô ông tặng nó này.
Quá gì vậy? Đi sinh nhật ở kia luôn á. Nhật bạn, mình cũng đi tiền nữa, mình đi quà, mình đi thùng bia. À, đây anh Tùng, anh Tùng không? Hả? Hôm nay lần đầu tiên thấy luôn. Sao? Đi bia. Đi vậy? Tao đưa tiền đây, vào đây. Lỗi đi chụp. Bia 500 ngàn cho. Em không được đâu. Sao? Tôi không mua mày thêm 1 ngàn đá nữa. Ờ, đi sinh nhật đi bia thì là chụp quen đuổi gì à? Tao không thằng Trung không hả? À, để lấy lên đồng bia. Mình đem bia về nhà mình cất đi. Tao không thằng Trung không mày hiểu không? Ủa chứ mình khui bia hết rồi mà. Ủa đi sinh nhật mà. Thì Tết mày tặng tao bia được, tao sinh nhật tao tặng bia được bình thường mà đúng không? Để tao đem bia về nhà mình cất anh. Đi đi, cất đi. Chút nữa đem về cất, đợi đi ra. Đợi đợi đây uống luôn chứ. Nhưng mà mình phải uống bia của quán cho anh, không quán. Thì đó, thì cơ đồ đó bưng về nhà làm kỷ niệm được, sao đâu? Đi sao? Chút nữa nhậu xong bưng về nhà được không? À, tao bảo quan cất đi. Làm sao đi đừng nó đi anh đi. Ông tính hết là anh đã tốt cho ông mày đi bia nó anh cái thùng bia 450 giờ nó tưởng đi sao á bia đâu 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 để bia bị kẹn nhớ đâu ấy bị bia ấy đâu ủa sao tao đi quy nhơn thấy mẹ luôn á thôi vô nói là quán chút anh luôn bận lộn quá vui là tóc đi đây này Two thousand years later. Phúc sao đi đi mình Phúc. Giờ tao nói ở nhà là ở nhà giờ dám kêu mà đi ra. Đúng mày. Cũng bao đáng luôn trong mà chúng mình nó quan trọng. Nghe mạnh mạnh bao đáng. Sao? Kia tí chiều. Đi anh tí đầu tí. Nãy nó gọi gọi cái hát ngang mà. Trời nhưng mà màn hình nó lật ngược lại là nó chỉ đớp á. Đúng bốp mày. Đây là con Linh nha các bạn. Với con gì đây con nữ. Hôm nay sinh nhật hai chồng xong rồi đều vàng ấy. Đồ quá ca sĩ. Được. Ok các bạn bây giờ làm lỡ vợ mình nha các bạn. Mình 26 tuổi mà ta. 25 tuổi. Nếu như tuổi nhà là 26 quá. Nãy tao đi mua ca 24 tuổi mới đi được. Càng ngày càng chị. Đúng vợ tao. Sao hai túi sạch, túi to, túi nhỏ vậy? Ừ. À, bạn em tâm linh tương thông. Hai túi đành chỗ. Nghĩa kêu bạn em tâm linh gì nữa vậy? Tâm linh tương thông tức là hai đứa. Tao muốn quen anh Trung. Mượn lứa làm đâu? Mượn con Trung nhưng mượn bà sao? Bà nhiều chuyện chứ bà? Mượn chồng bẻ luôn, bà nói ghét mượn bà chồng. Bà nói là mượn chồng bẻ luôn á. Mà mượn quẹt nhớ trẻ nha. Không. Hào Nhân. Hào Nhân hát Happy Birthday với mẹ nè, lên đây. Ước trước rồi hát sao đúng không? Để sao? Để ta hát nha. Để ta hát, mình sẽ hát tặng vợ mình một bài Happy Birthday nha. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Phim này. Đấy. Không cầm sổ á. Đó pháo hoa chơi sinh nhật mà em đúng không? À nãy sáng phim pháo hoa lúc tạnh đó. Dạ nhận nhận cái pháo hoa ấy. Đó. Không. Có. Đây. Lấy á. Đúng rồi, cái gì? Tặng cái gì? Tặng cái bao đây. Tặng bao gai đấy. Mẹ mày nói gì cũng không ngoài. Tặng cái gì? Nó xin chào mà nó kêu tặng bao cao su gai. Tặng cái gì bình thường chứ. Có mà tặng đâu. Đây. Ok rồi, Joy. Tặng cái Joy vô đứng đây. Tặng gì? Tặng nhanh mẹ. Nói chung là sinh nhật giờ mình tròn 25 tuổi thì mình cũng có một món quà để mà tặng vợ của mình. Đúng rồi. Tặng vợ mày tặng cái con thú cưng ơn cô. Đây. Anh luôn. À giờ mình sẽ tặng vợ mình nha các bạn. Bao giờ vậy? Wow. Wow.
À, đâu biết đâu. À, không nghiệp nó bất ngờ đâu, đây nghiệp mua đường lên tỉnh mà có đâu bất ngờ. Tại tao mua tiền tao mà. Tao 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 đừng chào chào nữa, mày làm có tiền điếu đâu mà. Vậy à, vậy đó hồi bữa trước ở chợ mày rồi nó mua. Điền em mày làm có tiền điếu mà. Ở đó tại cái ông canh tỷ liêu liêu. Mày luôn á. Ngoài chợ nó bán. Đúng rồi. Mua đàn chẹt chẹt. Đàn chẹt vậy các bạn. Cảm ơn nhảy cái tiếng nó bỏ ra mua, cảm ơn cái đầu bùi á. Mày chỉ giả bài kia. Hả? Quá ai dám đuôi mày dám. Đồ ganh tị. Ganh tị kia mà tại vợ đó. Vợ tại chút lấy gì chút xíu em đóng rồi. Không có, tao bây giờ tại cái khác luôn. Đi không có chê mày chở tao. Đến tiền nữa. Tao đóng luôn. Quê. Còn điên rồi. Cũng quan nghiệp. Ai cũng phải lấy thời gian rất là tiền luôn. Giờ mình rất là thích luôn. Thích không nghiệp? Nặng quá hả? Đẹp không? Nghiêng. Nhưng mày không có mặt ấy. Sướng không? Sướng không? Sướng sao không chịch? Ủa đi trí em dầm dùm dùm. Sao anh ấy đứa bụng quá? Nghe chiếc chả chiếc. Đóng luôn, đứa đùng. Anh lấy lại một bia chứ. Gì sao? Anh lấy lại một bia nữa, đúng lần. Với lát giờ anh đứng nghe thằng Phúc một khùng đi rồi tụng bia ra anh đậu. Này, có nhiều đường người ta bóp người ta tích tiền quá là đầu với đánh tụng bia quyệt. Mà anh đem đọc hát. Quên chị em chồng lại. Cứ nghe thằng Phúc mày mày mẹ. Có giỡn mày, tao nói vợ tao 1122 á. Tao nói một vợ đó mày ơi. Thôi ngay. Dạ con nãy giờ không chạy nghe. Quá. Chị tin nãy nãy tôi cũng kè cho má. Phúc các bạn. Phúc canh tị các bạn nó nói vợ mình canh tị mẹ chiều sinh nhật mà cho anh chuồng heo giờ nó ngán mẹ. Ngu, tao coi mà tao chuẩn ăn cho mày ốm cho mày uống không à. À dữ ăn nhà cố nè. À được mình vào thăm đi. Hai em gái nuôi tụi anh ấy. Lâu lách nào nuôi bên em đây rồi chưa được thịt hết. Mà mấy thằng khác thì hết rồi. Cái là tao không biết này tên Nghĩa. Sao nhớ? Sao không biết con bé trên trang này một mẹ nói luôn cái này. Nghĩa mới trang này. Nghĩa trang ấy. Có anh tên Sĩ á. Anh đây tên Liệt nữa. Liệt ở gì? Ờ, Liệt Sĩ. Là tao bảo á. Tụng má. Sao không trang cái hình ảnh đẹp không? Em đứng mình em ấy. Em đứng mình thì sao trang? Sao mình kia hả? Em phải ngồi bên chị. Chú có đi mặc áo vậy? Đồ áo là ngoài sốc quên trong không? Nó tùm lao quá. Áo vô. Dễ mày. Áo bà của nó là nó kêu áo ba mày nữa chứ. Chế độ bình thường chứ. Đúng đầu cha con là con nó cha chuyện con nói ấy. Cha chuyện cái gì đó đi mà rồi mua Windows thì muốn điên chứ. Anh đi cha vậy mà nói to lại kêu mất dạy. Dạy quá mà mày đừng nói cùng cùng á. Đừng nói cùng một bồn ngàn. Bỏ phút chạy tới cho mọi người đổ trợ cái giúp hay. Nào. Vô chạy tới bọn người đậu trợ cái giúp luôn á đồ. Người nó đậu đâu nó xài kêu hút mà. Kêu hút là gì? Đỡ hơn thằng mấy cái thằng có kiều các bạn. À. Đẹp rất luôn. Đi đâu đó chạy được miết á. Nào. Mày thấy nào đi sinh nhật có đi hai bia không? Ai? Đi bia. Bình thường có đâu đúng không mày? Nó đi tục bia vậy đâu á. Thằng bia này tao dân trong thành không á. Đâu mày điên như vậy vậy? Đi nào? Mày đi đồ đến vỗ quái sao mà đi bia mày? Đó mày bữa thành không mang tàu á. Đúng không mày? Ai đi sinh nhật đi bia. Đúng mà người yếu cứ bự túi không? Nó nói đồ mày nó kêu đi đến vỗ mày. Sinh nhật mà nó kêu đi đến vỗ mày. Sinh nhật bưng bia hầu nhập mày cái đi sinh nhật mày bưng bia lên bình thường chứ. Lên nó cầm nó cầm tao bưng bia tao chữ mà. Thôi để tao tính ra mày bia gì? Đây nè, kia nè. Anh đi kia đó. Nó cầm hai đồng bia vô mà chủ quán không mà. Sao không? Bia là chuyện bình thường mày không? Chủ quán bán bia tự nhiên kia. Hậu đợt sinh nhật tao này, mấy đứa kia đi dầu gầu nữa kìa. Thì mấy bị bịch đường cũng ngọt nữa. Dạ cái đều mày tiêu dậu đều nó đi đường cậu mình bắt đầu nó lỡ đó. Nó còn lớp 1 mà nhiều dữ mày. Nó thằng lớp 1, lớp 2 rồi mấy đứa nó đi dậu. Được rồi chú Kiều ơi, được rồi. Quay chỗ gãy tay à. Mời anh nghe ơi. Xin nhận nhạc chúc nhạc sinh nhật là vui vẻ nha. Không bạn thôi. Mày tao có biết đâu mà tao đi rồi. Mày tao ăn chứ anh không đi đi. Mày suy nghĩ giải phúc. Cái lời chúc tao không nghe. Cha lại chúc đâu. Đúng rồi, cái lời chúc nó quan trọng cái tình cảm. Đúng rồi. Thành phúc cái thằng đó suy nghĩ gì. Thời đại bữa đây mà nói bằng miệng quá đủ rồi gì đó. Đừng có nói nó đem bia nha, nó bây giờ nó đem bia bữa lên tặng nha. Đồ thứ. Em mấy cậu em bữa đó nó đâu, bữa đó nó. Đúng rồi. Nó chưa? Nó chưa? Em đúng không? Ờ, chị Linh nụ luôn cho... Vô. Được, 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô.
yêu đó các bạn. Hồi nãy nó mới dẫn tụi ai đồ à. Ủa chơi chơi ai mà dẫn cái ai mà lúc lúc chơi ấy. Quá. Hồi nãy mới chở nào khác mà Phúc. Được rồi. Lên kia này em. Hồi nãy chở khác mà sao giờ đổ chở này rồi. Vô vô vô. Lần Phúc nghĩ là nó đi, nãy nó chở con cát mà giờ nó chở này. Sao mày? Chào. Mày chở hôm kia đi về, giờ mày chở này vô mày. Giờ em tới đây. Con mang đậu be là 4 rồi. Còn nó đấy, còn nó là con nói còn cái này. Má vợ em tụi đây kinh quá. Sạch bà hết luôn. Nó dùng cái bộ thấy mới quay rồi. Bé đang vô cam nè bé. Bé nói bé nói bé. Càng quay càng nhảy. Bé là quay nóng máy. Mày đi què đang chở tao không? Đụng mày tới đâu, em chạy đâu. Tao hôm thì tao phúc như ngày trung cũng mới vô, tao thấy là hai thùng bia nhà tao rồi. Mày đi mày thùng bia đâu, đòi nữa mày. Lấy thùng bia nhà tao. Tao bật camera thấy, tao bưng bia tao thấy đâu có bia đâu. Tao bật cam tới 2 ngày. Lấy bia mày đi nhà nó tặng mày hay? Thì vậy mới nói chứ, đụng mấy tao đi. Đó là sao bây giờ. Bây giờ cái thằng nào suy nghĩ tao nghĩ có thằng chạy in lò rúng trong bây giờ mày giúp tao, bây giờ mày giúp tao có giờ đòi tiền cũng kỳ đó giờ nó que lắm rồi. Bây giờ nó thì bây giờ mình đòi được cái gì đó. Giờ mày giúp tao. Giờ lên chữ thí mẹn đó chứ giờ làm gì. Giờ mày giúp tao nếu mà đòi được tao cho mày ba xì. Tao lấy bảy xì ra. Không. Sao mày báo đó này? Cái gì cũng phải cần đúng không? Cái tiền cái đầu mình nó mới không ý là cho nó điều không? Chứ tụi sao đi sinh nhật đó tao cũng đi tiền. Mẹ nó đi sinh nhật lại không đi. Mẹ tụi lấy bia nhà tao cũng đi chứ. Mẹ anh Trung thằng này anh lại giải mày. Rồi mình chung giúp tao nhân thiết. Ừ. Mày lấy giùm tao cho bê xì nha. Ok. Ủa, vô vô. Trời ơi mày đi vậy anh Trung hả? Anh lớn tại cũng anh sao anh lại làm những cái tờ á? Em không đụng thịt phúc nè. Ủa sao nó vô nào nãy giờ mày nói tao mày, kêu tao mày. Ờ nãy giờ biết không, tao nói nhẹ nhàng, tình cảm anh em. Đỡ gỡ tiền lại cho mày. Mẹ nó không nói nhẹ nhàng thế. Mẹ mày sao người mày ăn kép một trộm mày luôn. Đầu đinh đi đó. Đúng rồi, cái đó. Ừ. Tao cái con bằng chứng đâu mà chưa dám trộm. Bằng chứng đâu ấy? Bằng chứng đâu? Giờ mà mày bây giờ chìa khóa tao nói mày chìa khóa nào tao mở cửa nhà nè. Ừ. Đúng không? Cái mày hậu lúc mày. Không? Ai cầm chìa khóa mày? Tao lúc mày đòi đi ý đi đá gì đó mày vừa tao tao tin tưởng, tao tin tưởng anh em tao mới đưa chìa khóa cho. Mày đưa cho ai? Tao đưa thì anh Trung anh mượn. Tao đi về sân này. Đừng hiểu tao. Tại sao mày cứ nghĩ anh Trung mày tao thì tao lại bền anh Trung mày. Ừ. Sao mày cứ suy nghĩ vậy mày? Ai cầm thùng bia, anh đâu có cầm thùng bia đâu. Tao có cầm được. Nhưng mà tao không cầm gì khó. Tự nhiên cái gì khó nào ở trong tay tao. Mà tao nói thiệt á thành mày mày thường tao đâu giờ nó nói mày. Bia nhà mày nhà nó. Đồ. Nó dở điên không? Cái thằng này như mày đó là một anh em đó. Nó mày thành lên nó nói. Nó đang hướng cho mày lên một cái thiệt. Hướng cái lên lên bàn thờ ấy. Thế đó. Mày nói mày đưa cái bia sao lấy bia tao sao vô nhà tao lấy bia mày sao mày muốn ăn chung muốn tao mày má mày đi mày tới lần bây giờ mấy cái thợ loại anh Nhi anh Đông anh là sao anh Nhi từng phút đầu mày bữa mày cứ thùng bia mày đâu thùng nhà tao dám bia em đỡ bố cũng vậy mà nói vậy bây giờ xong mày cầm mày cái má mày thùng bia tao bữa đưa có 3 triệu đủ xong không biết tính đất thì con chứ mày làm để được mày là đâu chứ bạn không chơi tiền cho chỗ mình bóng quầy đó cho đi đúng nào nó nói tiền đưa tao tiền cho mày phúc tiền muốn về gì chứ giờ thì đúng rồi trong chuyện đó qua rồi chuyện cũ rồi hay nhắc nhắc lại làm gì đâu tại người ta vẫn tiền được nhưng mà mày về tôi dứt sinh nhật này trong giờ mày hiểu không mày hiểu không tao vậy làm tôi tiền mày bữa nay không có một cái gì ta đi lại tiền tiền hết nó tào lao không thì phải tiền mua ngày hôm qua chứ qua mà chưa được mà buồn được mà tào lao quá ngày qua là ngày qua đâu qua là bữa nay tao tụi bay không tiền về ăn chợ tao ý tao cũng vô tao cũng nói bị vậy chứ gì
anh em không có về sinh nhật nhỏ tao thông coi chưa anh em chẳng có thùng bia không có mày là không có thùng bia chẳng có mày tao lâu quá mày điều gì chả còn cái cam còn cái video mà mấy ông vô nhà tôi thùng bia đấy cái đó của mấy nào vậy cái đó clip trước cái đó thì tao lấy cái đó tao đem lên đồ mỗi tao hỏi quả tự nhiên có ai vô nhà cũng lên bia dạ nói nhà tao đưa cái clip cùng thiết nó lên đồ mày luôn đi bình thường cái một thùng bia mà cái đâu mà lắm bình thường Đúng. Sao bình thường không thường à. Bình thường mà tao là cái bữa đó nó lâu rồi mày nó uống bia nó anh thì gà mấy anh em cùng anh thì sao tao là người bị hại tao cũng người bị hại trùng bày tao rồi trùng má trùng anh làm chỉ có dài ê Phúc mày cầm đầu anh nhang hiếm như anh trùng sao trời nói vậy em sao anh nhang hiếm như anh đợi anh bày bút bạn em nó trong tuần trước tim mày giờ mày đó bây giờ nó lộng bia em giờ anh là bình thường thế đó tất cả anh em á em nói vậy được anh nói vậy cũng được sao anh nói Phúc Phúc sao anh Trung nói thiệt là tao làm á nhưng mà sao lúc em làm anh không nói em anh gan em lại chứ anh gan em rồi anh có gan cướp rồi anh kêu em lấy tiền thùng nữa em chịu hai thùng bây giờ anh mới nói dài dần nữa anh em gỡ tiền lại cho nó đi đúng rồi, bây giờ mới lộ ra mặt ảnh này. Đúng rồi, anh Trung. Sao mà bây giờ anh đỡ chi đầy nhà đó, nói đỡ lâu nó hư sao? Sao biết em không nói cái câu đó anh Trung. Em còn rất là nhiều bà con đến tặng chứ. Ý là giờ anh nói một khúc rồi anh em cũng rất là nhiều bà con đến tặng nhưng mà. Gỡ tiền lại cho nó anh Trung. Phúc gỡ tiền lại đó đi. Đây anh Trung nè, gương mẫu trước này. Anh Trung nói trước rồi. Bảo giờ đưa em cũng làm đâu, anh đưa cho em ra. Đưa tao lấy giùm nhà, tao đưa nhà cho em nè. Đây anh Trung. Làm giùm chứ. Đây. Mày là chính như mày đưa tiền mày lỡ rồi thâu có thùng bia rồi anh em uống uống mà sao anh chỉ biết em anh vô nhà em lấy bia vậy là mất nhạc rất mất bạc rồi anh chỉ anh nhạc anh lớn vậy anh đi xin phép gì đâu ai tất cả lấy đâu chứ ai cũng có người lớn ý là làm lớn là mất vậy sao vậy là ai cũng có lần làm lỡ thâu que cái chuyện này bảo que cho anh Trung mày lên thì giờ thâu nói chung là ai cũng biết sửa sai thâu tiền đưa anh Trung lúc là nói chung là que nó bảo que cho anh nào thì nghe đây có tiền đây của anh chứ lên ông đòi thôi chứ mình ai để mày đòi đòi vậy em thấy nó bất công quá bất công gì vậy em nói dở quá nhận thiết nói đúng được rồi em nói chẳng lẽ lên nó đi nói vậy nó cần tiền sao vậy đúng rồi em nói là cái chuyện đúng lấy cái nào thì nhận thiết đi đem chạy mà hả mấy anh em không đi một đồng nào không đi là càng sao đồng mày đủ hai thùng bia đó cứ quá chưa có hai thùng bia luôn mày hai thùng bia nhà tao mà sao cứ hai thùng bia luôn vậy tao bưng vô Sài Gòn tao đá là hai thùng rồi mày muốn mà mày tại vì tết mà nhậu mua mấy thùng của nhân cái nào nhậu tôi mua cho hàng viên anh em nhậu đâu có những thùng của tao vậy đi có bỏ đi cái chuyện mày cứ suy nghĩ đơn giản là mày cứ suy nghĩ đơn giản là tết mày tặng tao hai thùng anh Trung hai thùng thiết thùng ngay đầu đồ lãng mạn anh mà thiết nó chịu thì tao chấp nhận không que nếu mà tao nói mày bữa rồi tao phát mà tao chịu không tao nói anh Trung nè anh Trung mà không đưa thì bữa sau tao sinh nhật anh đồ nó quơ hết đóng đồ anh làm ngày sinh nhật Phúc em quơ đóng đồ anh nữa chuyện khùng khùng quá tự nhiên quơ hết đóng đồ anh mà chứ sao anh vô nhà thì anh lẩm bia hết vào đồ tao à đồ tao đấy bia bia của anh đấy ông ơi sao có người anh chết đây cái người gì mà tơ tiệm sao bia anh chết đây mà sao mà tự nhiên anh uống nhiều nó hại chứ làm gì anh lấy bớt kia cho nó hại sao anh đem ra đáng lẽ anh lẩm lên bán đi chứ sao tự nhiên anh đem ra không cho anh uống nhiều nó hại mà anh uống nhậu luôn bán được lâu á tao mà anh đủ nhậu luôn Trung bây giờ nói chung anh ta hai mặt các bạn anh là mặt thiện của anh là nói nhám còn mặt ác của anh là ăn cắp nói giải rồi nói gì vậy mày tôi nói giải cái gì vậy thôi các bạn không coi như anh bỏ đi cái rầu coi như chừng sinh nhật Phúc thiết là Phúc Trung mà đi tới hai thùng bia nhân rồi sao nếu mà mày đúng rồi tao tính làm gì cho tay nếu mà tao đỡ cửa bán đồ cấm thùng lên vô tao gỡ ai gọi tôi đó tao đánh hào tao mày tổ chức tao đánh hờ tao làm gì chứ mày đánh hờ nhiều tao phải thấy đường đường chính chính mày phải chú mày dập tay cơ mà trời thấy không mày không hay không trường chút ngày xem mắt hai thùng mày nói dạ không đưa thì hay tình lên nóng lầm nó mày nhiều chuyện chứ mày nghe mà hai mày đây tại sao cái bữa này nó vô nó làm chó giật lên sao mày cứ đổ hoài vậy không tao với anh Trung biết tại sao không tiền tao bả mẹ bố thấy cho mấy cái bố của mẹ mày bia của nó như bia mày nè bố thấy giờ mày nói đâu mày que tiền bản đồ cũng đâu được tao đúng rồi thôi giờ tao mở chứ sao bây giờ mình thâu nha các bạn mà thâu nói chung ý là giờ giải nếu mà bảo quen em thì anh em thằng nào cũng thằng hai tao thì đưa tao đúng không đúng rồi đưa tiền đâu vậy tụi đen thì về mày tao cái giờ mày làm mày thấy mày cũng người mày đổi thằng nào mà anh hai tao anh mình tao một lần nữa tụi bia hai lần nữa anh em thấy gì chỗ nào coi mở cửa ra sao tao còn gặp cái tao quý đồ me đâu không á tự nhiên đâu vậy tao tháo nghiệp của lột tháo chó ra tiếng tiếng mẹ rồi á tháo vợ mày 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 chuốc